Hello, xin chào anh em nha. Thì hôm nay nói chung ra là anh em mình ngày hôm nay anh em mình ra đây mình sẽ làm một cái video là thử thách cho anh em xem nha. Nói chung ra là sáng mình mua trứng nè, trứng lộn mọi người. Nói chung ra hôm nay mình sẽ cho hai người này sẽ thử thách chúng mình với là trứng nha. Và cái phần trò chơi á thì mình sẽ cho anh em biết sau. Thì nói chung mọi người xem mà nhớ là nếu mà thấy ok thì hãy cho mình một like và đăng ký và ủng hộ nha. Thì chúc mỗi người một ngày vui vẻ nha và mạnh khỏe nha. Thì mỗi một thành viên của mình đây, thành viên của mình là anh này. Ừ, chào các bạn nha. Đó, đây là anh Kim Xuân Le nha. Đó, anh này là xin chào các bạn, mình tên Lộc nha. Đó, là hôm nay là có hai thành viên mình nha. Thì bao gồm là nói chung ra là hôm nay là mình lực trò chơi là nói chung mình cũng đơn giản nhỏ nhỏ thôi mọi người, không cần cầu kỳ mà công phu quá đâu. Đó là trứng lộn nha. Đây là 30 hộp với muối tiêu nó dưới và một thùng thăm. Đây thùng thăm đây anh em thấy không? Rồi mình sẽ lắc thăm nha. Và nói về chung là thăm trong đây là bao gồm là hai quả, mỗi một người bóc thăm ăn hai quả, ba quả, sáu quả, tạo ăn một lượt phải ăn cho hết. Còn nếu mà trúng qua mắt lượt thì không ăn. Với cái phần đó là có thể là vô trúng quả chanh là ăn hết chanh nha. Thì bây giờ mình nói chung ra là mình làm video thì cũng mới, thì có gì để sót anh em thông cảm cho mình nha. Làm thì cũng nhiều đầu tư lắm nhưng mà chưa lấy được bao nhiêu tiền hết trơn, cũng buồn lắm anh em. Thì bây giờ có thùng thăm đây, mình sẽ lắc lên. Lắc lên và nói chung ra là mình lắc cái này là công bằng. Là bóc trúng cái lá thăm là ăn chanh hay là ăn bất cứ cái gì cũng vậy là phải chấp nhận hết. Đó. Thì bây giờ đây mình mời sang nha. Mới đầu vô ăn chanh là hơi kỳ lắm. Và gỡ ra xè ra đưa trước mặt luôn. Giờ lên thành ra. Ừ, lộn cái gì ơi. Thành ra đưa thẳng lên ơi. À, y ta mắc lượt rồi mọi người ơi. Chị vô mà anh không được ăn rồi. Tiếc quá. Còn tới anh này đây. Anh này anh xui quá. Anh này để bóc lên cái mắt đi. Nói chung trò chơi mình nhỏ thôi mọi người. Đó. Anh này là ăn chanh là mệt lắm á nghe. Đấy. Được hai quả. Hai quả. Thì anh được hai quả nha. Anh ăn hai quả, còn anh này thì chỉ dầm miệng thôi. Chào anh em mình ăn nha. Cảm nghĩ là ăn là đầu tiên là quá ngon rồi đó. Sợ mới vô ăn chanh thấy mụ nọ luôn anh. Vô mà quất được hai quả là ngon rồi. Ngon. Con nhỏ. Anh ở kế bên chứ anh chịu không nổi đâu nghe. Thì lực chơi là phải vậy thôi anh em. Nó công bằng, người có người không. Bắt thăm quả nào thì mình ăn quả đó. Ăn chanh thì mình ăn chanh. Đó. Con nhỏ nè. Này con nhỏ hả? Ừ, con nhỏ. Nè, con nhỏ hả? Này con nhỏ nè, ăn vừa được nè. Chảy nước. Giờ này đang đói anh em ơi. Chăn cái một quá. Hai chín là ăn lẹ. Đó. Cái một nha anh em. Ở đây thì xưởng người ta gần người ta làm ồn, anh em thông cảm cho mình nha. Nè, ngon. Làm cái hết luôn rồi nè. Con lâm sang. Ừ. Cảm nhĩ của anh như thế nào? Ngon. Ăn gì chắc no quá.
ngon lắm. Thì nó cho ăn một trứng mà táp vô cái là phá đã luôn rồi còn gì nữa. Anh em thấy coi hay cho mình like anh em. Nói chung ra hột vịt lộn là ăn không chấm muối tiêu thì cũng không hay, mọi người mình kèm vô thêm là ăn chanh. Đó, ăn chanh nhưng mà nãy giờ không có chưa ai ăn chanh chưa á. Hên quá, không móc xuống chanh. Cảm ơn đậu vô lụm được hai trứng được rồi, sao ăn chanh cũng được. Chứ mới bằng đầu vô một cuốc chanh là hơi mệt lắm nè. Số cuộc lắm. Trứng này cũng ngon, trứng này mình mua mới mua về nè. Này mới anh em. Nói chung ra anh em mình chỉ tổ chức trò chơi là vui giải trí thôi anh em, nhỏ thôi. Nay thứ bảy rồi, không có gì hết. Giờ anh em bày ra cái này làm cho anh em coi giải trí đồ nha. Anh em thấy hay thì cho anh em mình một like với một đăng ký anh em. Nữa nè anh em. Hấp nước á. Quá đã. Cắt trứng nữa qua. Hết trứng luôn á. Nghe anh em ơi, ăn cắn. Nói chung ra mấy người này cũng ăn trứng yếu lắm anh em. Chưa chắc à. Hấp gỗ à. Tướng này người ta nói ăn ăn dữ lắm luôn chứ nói sao mà. Rồi ra ơi. Thì nói chung anh em mình làm có xưởng cưa kế bên thì nó hơi ồn ào, anh em kia coi xung cảm cho mình nha, hơi ồn tí xíu. Bây giờ sẽ kế tiếp đây. Này nha, nãy giờ mình mắc lượt rồi. Quá. Anh này nãy giờ là chưa được ăn mắc lượt không mà để chơi trúng bốc cái quà ngày quả chanh ra. Nó đâu bốc. Quốc cường mà 6 trứng ăn mệt xíu luôn. 3 trứng. Ừ. Đã còn quá cái gì vậy. Okay. Nãy giờ cho anh cũng đa đấu rồi mọi người ơi. Khỏi. Ăn ăn cái bên nhà giờ chịu nổi. Phòng rác nè, đây lột đấy chứ. Trời ơi nhìn cái mỏ ảnh rồi nè. Nói chung anh em mình ăn trứng lộn mình cũng không thích ăn con máy, mình ăn phải quất nguyên trứng với anh em để không quá mà thấy con á mình ăn không được anh em. Chứ không phải mình ham ăn nha anh em. Ngán không? À, giờ em thấy con nó cắn cái bên. Đây này, anh này là anh chơi cắn không nè. Quá ngon. Hôm nay mình không rồi mình đâu có lên clip đâu, vậy bữa nay được lên clip qua YouTube với mấy anh em. Nay mình trở lại. Ngon quá vậy. Này không biết chừng nào ăn đây. Bộ này nó biết khô nó lựa gì từ 6 miếng chanh. Nãy giờ không ai gấp được 8 miếng chanh. Nãy giờ sao không ai lụm được miếng chanh đâu. Không biết thăm nhiều quá. Em ta ngưng lúc đầu bắt lượt rồi mà chẳng sợ em ta quá làm phát 3 trứng luôn. Trời lộn mà đưa trứng lên để giấu dưới ai thấy. Ăn mà còn giấu nữa, công khai đi. Trời, miếng chanh này mà quất vô cái tê tái luôn anh em ơi. Này gió nhiều quá. Nói chung ra là trứng lộn thì ăn cũng rất là dễ mọi người. Cũng không khó khăn gì đâu. Mà tại chủ yếu là mang mà ăn là làm video cho anh em xem vui thôi. Đó, mang tính chắc là dạng giải trí thôi. Sao nãy giờ không ai giờ gấp được miếng chanh cho chanh lúc đầu ăn mới sướng đít. Yeah.
Rồi sao anh thấy cảm giác làm sao rồi? Ba trứng không? Ngon. Ngon luôn quý vị. Anh này đã xong nhiệm vụ của mình là ba trứng nha. Còn anh này hồi nãy là hai trứng rồi nha. 2, 3. Bây giờ bắt đầu là sẽ kế tiếp mọi người. Đó. Mà công bằng tí xíu là mình không cho dòm nha, nhắm mắt lại nha. Má rồi sao cái miếng này rồi cái gì vậy? Rồi, ba trứng nữa. Ba trứng nữa quá. Ba trứng nữa anh em ơi. Đây, ba trứng nha. Sao chanh miếng chanh này cái như là mà hên quá không được miếng chanh. Rồi làm đi. Nè anh em. Ba trứng mới không? Thấy không? À, trứng anh em mới mua trứng lộn ha, trứng mới đem về mấy anh em luộc coi, húp nổi cái nước không là nó ngọt rồi. Thấy không? Còn mà ba cái trứng cũ á đem về hút nước nó lặt nhách rồi, nó không ngon. Thấy không? Hút nước ngọt ngay à. Bây giờ này mình phải cắn từ từ để mà ăn thứ đó màu màu no lắm nè. Bắt tôi chứ mới mới bút hai trứng nào mà thấy muốn no rồi đó. Giờ phải ăn tấp nhiều vô, tướng ông mà ăn nhín nhín rồi sao ăn sao được. Tấp mạnh vô. Bỏ nguyên trứng luôn trọng luôn á. Cho lại trứng mới anh em lột dễ lắm nè. Dòm cái màu trứng, nó ngon không? Ngon. À, giờ thấy hấp dẫn không? Mình quất cái nè. Cho thêm cái gạo vô nè. Theo mình thấy vậy, còn hồi đó mình ăn với rau nhút thì sao không biết. Thế là ăn trứng có rau nhút là đỡ ngán thôi. Trứng anh em, trứng này ngon, con vừa ăn làm cái mài có chút bét à. Gì con mới ngon à? Tao đứng gung rồi. Con gì nè, mài gì mềm. Bỏ vô họng nha. Mới con trứng nè, còn hai trứng nữa mà. Thấy chưa, vậy là ăn không mua hết nổi rồi. Thấy gì ăn chứ chưa. Ăn muốn không nổi anh em. Tại nãy mình ăn hai trứng đầu tiên rồi. Quá hớp. Quá ngon à. Quá hớp. Đó, hớp mà. Hớp. Nên anh em coi miễn thấy anh em mình làm được hay á thì anh em cho mình xin like em, tại tem của mình làm cũng lâu lắm rồi anh em, chắc làm chưa được hoàn thành thiện hung quá, chắc người ta coi cũng ít. Làm mấy anh em làm đợt này nữa thấy anh em có hay á thì cho anh em mình một like với đăng ký anh em, làm cái năm mấy rồi. Máy thua người mới làm nữa. Làm ghét rồi, cho anh không đạt cái gì á. Nhầm khi cũng chán lắm anh em. Làm năm mấy, hai năm rồi. Nhầm khi cũng bỏ luôn á, mà tại mê rồi làm thôi.
mấy quả rồi? Hai hả? Hả? Hai quả hả? Và thấy là chưa gì là anh ta đã muốn sượng rồi đó. Ăn phải ăn cho tới luôn anh em, để mà bỏ anh em nói à. Tới cái này không ăn. Ăn chưa? Cái này chắc quất nguyên trứng luôn nè, cho màu màu chút đã. Tướng anh gì mà đụng ăn sao mà không nổi được. Mình ăn trứng dở lắm em ơi. Bụng mình yếu á. Nãy giờ kiếm vô miếng chanh đang ăn cho nó tiêu cái ra. Quá trời gió. Chấm mà. À. Ngày nè. Anh ta là nói chung anh ta là chiếm lĩnh hơn anh cái bên nha. Mấy trứng lên mới được có 3 trứng à. Anh này như là 5 trứng rồi. 5 trứng rồi. Quá dữ. Chấp. Chịu hết nổi rồi. Bây giờ sẽ tới anh mời. Cảm ơn. Chết luôn đó anh em ơi. Chanh lấy gì đây? Quất vô. Nãy giờ sao miếng chanh không ăn hết trơn. Này ngồi hộp. Đó cái mới. Hồi hộp kẹp quá vậy. Số này số 3 gì đây? Chết. Nè. Đây coi. Miếng chanh ăn vô cho nó tiêu. Ô, hai trứng. Ấy vô cái gì vậy? Anh ta là tổng cộng là được 4 trứng rồi nha. Chứ nghe vậy. Miếng chanh nãy giờ chúng ta thấy miếng chanh nó mất tiêu rồi ta. Nó gì đó. Để em. Thành em. Thành cái dưa. Thôi hốt ha. Để bự miếng bự vô. Quá gì vậy? Nay nghỉ bữa nay mới được lâu lâu lên clip cho khán giả coi, không gài nghỉ lo làm có thời gian này được lên clip. Nhờ hên em nãy giờ không bóc được cái 6 trứng, cái 6 trứng ăn cái má ná thở luôn em ơi. Nãy giờ. Cái chanh nãy giờ không ai hên quá anh em, hôm nay không ai được dính hết. Toàn là trứng không. Thấy vậy anh em ăn trứng lộn. Ăn nhiều không nổi đâu. Mới quốc không 5 trứng rồi đó, 2 vòng 5 trứng rồi muốn ná thở rồi đó. Hai, bốn, sáu, tám, còn 8 miếng chanh này nguyên trời. 8 miếng chanh này quốc vô cái chết. Ăn này chút đi kiếm gì uống chỗ tiêu nha anh em. Chứ giờ này gần chiều rồi, ăn này nhiều quá không tiêu, mệt lắm. À, anh nút mà chóc chóc luôn. Quá ngon. Làm như chọc tức vậy. Cầm cái nè. Rồi vậy. Cái này nó mới lộn cái gì vậy? Cái này ngon.
này mình mua gần chỗ lò nha anh em. Anh em muốn trứng ngon là phải là lò ngay lò, mua trứng mới hoàn toàn bảo đảm luôn. Tình hình là mấy ảnh ăn là muốn gần xong rồi mọi người ơi. Quá ngon gì vậy? Nãy giờ miếng chanh, mấy miếng chanh còn nguyên. Giờ bấm người này cho anh này có gì không biết nữa. Đây. Đây. Rồi. Đây gì đây? Mắc lượt. Hên quá, mắc lượt anh em ơi. Ngon quá. Để cho mày thấy nào, không phải chín chanh nè. Rồi. Đáng lẽ nãy giờ cầm ra vậy mới đúng á. Đó đó. Chanh này. Đọc đồ. Dạ mắc lượt. Rồi, đâu còn có gì ơi. Đây, anh ta đã cuối cùng cũng thử được miếng chanh nha. Trời nguyên ngã luôn. Ăn nuốt hết rồi nha. Chơi là phải công bằng nha. Chù quá vậy. Cuối cùng anh Kim Son Le mình đã thành công được nguyên một miếng chanh đầu tiên. Ăn vỏ luôn, để ra vỏ làm sao ăn hồi nãy giờ bốn trứng quất miếng chanh vô thấy lại quá ngon quá thay lại. Anh ta để miếng chanh này ta té lửa luôn. quá đã. Này lượt này bóc lượt này nữa nghỉ anh em ơi, ăn ngon quá nổi. Chưa về anh này là chắc chuẩn bị anh cái bụng ảnh chân ướng rồi. Năm này là lượt thứ năm rồi à. chanh ai về chúc mừng anh, hai anh ăn lượt chanh luôn nha. Rồi ok này đi. Vậy là anh này 8 miếng chanh là anh tê lơ tê lử này chàng, anh chàng yếu quá. Hiện giờ trời cũng đang muốn mưa luôn mọi người. Trứng thì mình cũng ăn nguyên trứng, còn miếng chanh này mình cũng quất nguyên miếng luôn anh em. Đúng rồi, ăn là phải ăn gọn ghẻ. Coi nè, chanh này nghe anh em. Xếp này anh em quất nè. Chưa đưa vô tới đây nước miếng trong miệng chảy gồng gồng ở đống anh em. Chắc nhai cái này xong chiều khỏi ăn cơm có biết sao không? Ê ra. Trời ơi. Vậy bản lĩnh như vậy đấy. Như vậy là anh này đã đồng ý thu cuộc đúng không? Bỏ cuộc anh em ơi. Ăn cái 8 miếng chanh anh ăn tổng cộng là 4 trứng không? Okay. 4 trứng với miếng chanh mà chịu hết nổi rồi. Nói chung mấy người này ăn vịt lộn rất là yếu luôn mọi người. Đây chỉ còn một anh này. Rồi sao? Rồi. Như vậy là mình đã biết thắng bại nha. Nói chung ra là mình ăn tới 5 trứng anh này 4 trứng à. Yếu hơn anh này nhiều. Mình xin thua cuộc. Với thêm một miếng chanh nữa là tính ra là 6. Anh này miếng chanh nữa là 5. Cái này là ăn không nổi nữa, chứ không phải là mình không ăn nữa nha. Nói chung ra là mấy người 2, 4, ăn 6, 8 yếu lắm. Đây này, nói chung ra là anh em mà nói chung ra là hôm nay anh em mình là khi mình mà ở nhà đó mọi người, mưa này kia dịch bệnh này kia mình không có đi đâu ra ngoài sinh tồn này kia mà kia được, do bệnh dịch chứ này kia quá anh em không có đi được. Thì nay tổ chức ở đây làm một cái trò chơi thôi, nó thì giải trí thôi mọi người,
thì trứng lộn nha, ăn thử thách ai ăn hết thì chiến thắng được phần thưởng là trị giá là 5k nha. Nhưng mà nãy giờ là lúc đầu mình cũng quên nói với mọi người đó, thì nói chung ra là bây giờ quay giới tới đây mình chào mọi người và mong mọi người xem thì ủng hộ anh em mình và bấm like và đăng ký nha. Thì mình mới làm video thì cũng hơi có gì anh em sai sót thì anh em bỏ qua cho mình nha. Bây giờ chào mọi người nha, một hẹn video mọi người tiếp theo nhớ bấm đăng ký cho mình nha. Giờ bây giờ thì chào mọi người nha, bye bye nha, bye bye coi, bye bye nha, nhớ ủng hộ ngay cả nhà.